Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì cái vấn đề mà anh Hiệp Gà đã ghi một cái status có thể gọi là nó xúc phạm nặng nề đến bà Nguyễn Phương Hằng á. Thì còn chưa nguôi thì anh Hiệp Gà mới đây là gây xôn xao khi mà công khai cái bày tỏ lập trường của mình trong cái việc mồm ào của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ha. Và trong cái những ngày qua thì dư luận đã được một cái fan xôn xao vì nhiều nghệ sĩ có tên tuổi lần lượt có bài đăng xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng. Thì sao nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, Xuân Nghị thì đến Hiệp Gà. Nam diễn viên sinh năm 1977 đã đăng tải hai bài viết dùng từ ngữ kém văn minh khi nói về vợ của ông Dũng Lò Voi. Thì các bạn biết là cái từ gọi là nước mắt chó cái nè, chấm hố nè. Thì cái đây là một khá một từ phản cảm đối với một nghệ sĩ ha. Và chia sẻ link của bà Nguyễn Phương Hằng khóc trong livestream thì Hiệp Gà đã bình luận đã bình phẩm như thế này là nước mắt chó cái hố. Một cái bài đăng của nam diễn viên đăng hình ảnh của vợ ông Dũng Lò Voi kèm lời xúc phạm khá là nặng ha, và đã nhanh tay xóa đi nhưng ngay sau đó cộng đồng mạng vẫn gọi là kịp chụp lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thì cho tới nay Hiệp Gà vẫn chưa có lên tiếng về cái chuyện này, và anh chàng này đã lựa chọn là cách là khóa bình luận công khai để tránh cái sự phẫn nộ của dư luận. Và thái độ dửng dưng không giải thích của nam nghệ sĩ nam diễn viên thì cũng khiến cho nhiều người khá là chỉ trích ha. Và mới đây cộng đồng mạng đã phát hiện thêm những cái hành động và động thái mới của Hiệp Gà trên trang Facebook. Cụ thể là anh chàng liên tục chia sẻ những cái bài bênh vực nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Trưa ngày 4 tháng 6 thì nam diễn viên này đã share cái bài minh quang cho đàn anh, nghi ngờ gửi tặng áo phao cho miền Trung trong cái thời tiết nắng nóng. Hiệp Gà đính chính kèm chú thích sự thật. Trong cái bài viết này thì nhiều cá nhân đã lên tiếng khẳng định hình ảnh cứu trợ áo phao là do một cái đoàn từ thiện khác vì để bôi nhọ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh mà kẻ xấu đã lấy về tung tin lên mạng xã hội. Và đến trưa ngày 5 tháng 6 thì Hiệp Gà tiếp tục chia sẻ lại một clip của anh Hoài Linh giải thích về công tác làm thiện nguyện, và cộng đồng mạng đã nhận ra dù không nói thẳng nhưng là nam diễn viên vẫn đang ngầm bênh vực đàn anh giữa cái tâm bão chỉ trích, và những cái người không ủng hộ Hoài Linh lại càng có cớ để công kích Hiệp Gà. Hiện tại thì tới thời điểm bây giờ thì anh Hiệp Gà vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng nào về cái việc mà anh đã ghi những cái status gọi là nó phản cảm tới như vậy dành cho chị Phương Hằng. Nói thật một cái là nếu mà đối với những cái người yêu mến Hoài Linh thì những cái từ ngữ này, chửi gì này thì mình nghĩ là nó gọi là đúng tâm trạng luôn. Tuy nhiên thì là một con người nổi tiếng, là một người công chúng thì chúng ta không thể gọi là đăng cái status trước hàng triệu người như vậy mà ghi những cái status nó văng tục đến như vậy, thì cái này ảnh hưởng vì mình nghệ sĩ là một cái tấm gương dành cho những người khác noi theo, nhất là những cái bạn nhỏ bạn trẻ nghệ sĩ mà thì người ta rất yêu mến kể từ lớn đến nhỏ. Vì thế nó sẽ gây ảnh hưởng một cái văn hóa không có tốt đẹp gì mấy cho cái giới trẻ và những cái người từng hâm mộ và yêu mến giới nghệ sĩ đó. Vì thế những cái status này chúng ta là những nghệ sĩ nên biết gọi là kiềm chế lại, không nên mà nó bộc phát quá như vậy thì thực sự nó không có tốt. Thì mình nói giống như là mình nói người ta, nếu như là những nghệ sĩ nói cái bài hàng này bả rất là láo xược, rất là hỗn láo, gọi là không có bằng cứ mà nói này nói nọ, người ta đã im lặng thì cứ chăm chọc người ta hoài và dùng những từ ngữ cực kỳ thô tục không giống như một doanh nhân. Thì khi mình đã nhận xét người ta như vậy nhưng mà mình lại làm giống y chang người ta, thì mình cũng đang status mình nói những cái từ thô tục như vậy, thì mình thì nghệ sĩ với bài hàng thì cũng nó sẽ làm một cái gọi là gặp chung lại, thì hàng với nghệ sĩ đều gọi là khi mà hai bên đấu đá như vậy thì cả bên đều, nếu mà nghệ sĩ nói chị Hằng thô tục thì nghệ sĩ cũng làm giống như chị Hằng, thì cả hai bên đều gọi là thô tục như nhau thì nó không có tốt đó. Mình không thể nào mà dùng cách người ta đã làm với mình làm lại với người ta được, mặc dù mình vừa nói người ta là không tốt nhưng mình làm cái gì mình lại làm cái điều không tốt đó nữa thì thực sự nó là không tốt bao giờ. Vì thế nên chúng ta nên biết kiềm chế và dùng những lời lẽ nó đúng chuẩn mực hơn. Nếu như anh Hoài Linh các bạn thấy không, nói rất là ít, thì tới thời điểm hiện tại là 90 ngày hay gì đó thì vẫn chỉ dùng có hai video clip thôi, nhưng mà nói rất là rõ ràng, nhẹ nhàng, tình cảm, và nó không có chuyện mà gọi là xô bồ hay là những chuyện mà nói những cái từ nó không hay, những cái từ nó không có văn minh văn hóa, thì anh đã không có dùng những cái đó mà anh dùng lời lẽ rất là nhẹ nhàng và thuyết phục, để thuyết phục khán giả rằng mình trong sạch
thuyết phục với khán giả rằng mình không có biển thủ, và thuyết phục khán giả rằng mình một cái tấm lòng luôn hướng về người dân miền Trung và không bao giờ biển thủ số tiền đó, cũng như đánh đổi sự nghiệp 30 năm của mình để lấy cái số tiền 13 tỷ đó. Và mình tin là sau cái video giải thích ngày hôm qua của anh Hoài Linh thì rất là nhiều người và rất là nhiều những cái đồng nghiệp của anh sẽ tin tưởng anh trở lại và tin tưởng một cách gọi là tuyệt đối với con người, nhân phẩm và cách xử sự của anh. Mọi người đều rất nể phục. Và cái chuyện mà anh Hiệp Gà chọn cách là cũng im lặng luôn và ngầm ủng hộ anh Hoài Linh như vậy thì cũng là một điều tốt. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà anh đăng status như vậy với chị Hằng thì mình nghĩ là nên có một cái lời xin lỗi đăng lại trên status thì nó sẽ tốt hơn cái việc mà tại mình người nghệ sĩ mà mình nói như vậy thì nó cũng hơi kỳ ha. Thì nên có một status để đăng trở lại thì nó sẽ ok không? Là do lúc nóng giận quá hay là bức xúc quá thì lỡ lời thì xin thông cảm này nọ, thì mình cảm thấy là ok hơn cái việc mà anh im lặng coi như không có chuyện gì đó, thì nó cũng không hay cho lắm. Và các bạn thấy sao về cách hành xử của anh Hiệp Gà này, cũng như là cái sự trong sạch của anh Hoài Linh được giải thích trong cái video clip hôm qua, thì các bạn nghĩ sao? Để mời các bạn để lại bình luận bên dưới phần video để chúng ta cùng thảo luận thêm với nhau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau nha.